Bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết. Thưa khán giả, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là chúng ta đến Tết Nguyên Đán rồi. Thời điểm này thì các hộ làm mứt Tết ở miền Tây đang tất bật vào vụ để kịp cung ứng ra thị trường. Thời tiết những ngày tới thì có ủng hộ bà con phơi mứt không chị Hằng My? Dạ vâng ạ, xin chào anh Công Khoa cùng với quý vị khán giả thân mến. Nam Bộ đã vào mùa khô, mưa ít xuất hiện mà thay vào đó thì trời cũng nắng nhiều hơn. Và nắng là yếu tố rất quan trọng giúp cho bà con có được những mẻ mứt ngon. Vì để lưu giữ được hương vị mứt xưa thì bà con phải phơi mứt liên tục dưới ánh nắng trong nhiều ngày liền. Dự báo ngày mai tiếp tục là một ngày nắng nhiều ở các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Thời gian bắt đầu có nắng là vào khoảng 8 giờ sáng và càng về trưa thì nắng càng lên mạnh. Nhiệt độ ngoài trời cũng tăng lên. Ở tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là Cà Mau, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng là từ 29 đến là 30 độ. Cường độ nắng ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì cũng có phần mạnh hơn, nên là nền nhiệt về trưa chiều cũng nhỉnh hơn, cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Đồng Phú, Long Khánh, Biên Hòa sẽ dao động trong khoảng là từ 30 đến 32 độ. Còn về dự báo xa, trong 10 ngày tới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhìn chung vào ban ngày thì trời vẫn có nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 28 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ nay đến ngày 29 tháng 12 thì về đêm và sáng sớm, trời lạnh, nhiệt độ trong khoảng là từ 19 đến 23 độ. Còn từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, dịu mát hơn 23 đến 25 độ. Ngoài ra, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1, khả năng là sẽ có mưa rào rải rác về chiều tối.